bạn quay trở lại với chương trình Mỗi Kỳ Một Chuyện do đài truyền hình Hồ Chí Minh thực hiện. Mình là Xuyên Ti. Chương trình hôm nay có quy tụ một dàn hot nổi tiếng thứ nhất, vị Elidas chuyên gia dựng phim đến từ Ấn Độ. Thứ hai, Tâm Che Đen, chủ doanh nghiệp mỹ phẩm tắm trắng đến từ Châu Phi. Thứ ba, Tâm chuyên gia trang điểm đến từ Sa Lan. Thứ tư, Tâm Tubi YouTube hot chính của chương trình đến từ Long An. Cuối cùng là hot Duy Tâm Râu, trợ lý của hot chính đến từ Mỹ Tho. Sau đây là hot chính sẽ có đôi lời phát biểu về quy mô cũng như tổ chức của chương trình năm nay. Mời hot chính. Đồ mùa Masta năm nay với dàn sao quy tụ dưới 1.5m trở lại và với một dàn hỗ trợ, một cái dàn không phải nhà tài trợ, rất là đồng hành với chúng tôi dù mùa này, chính là anh Tâm La Đen. Và anh Tâm La Đen đến từ Châu Phi. Anh Tâm có một hãng tóc trắng rất là nổi tiếng bên và đây là sản phẩm của anh Tâm La Đen. Các bạn hãy thấy là đây là sản phẩm với thiết kế rất là tinh tế, bằng chai nhựa có thể ta sử dụng trở lại và có thể với môi trường, rất là thân thiện với môi trường, với kết cấu màu hồng độc đáo. Đúng, rất là đáo rồi. Và đó là giới thiệu của anh Tâm La Đen. Và bên đây là trợ lý của tôi, trợ lý là đã có rất là rất thâm ý lộn không phải thâm niên lâu năm, có thâm niên lâu năm trong nghề. Và sau đây thì là chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu cái mùa The Finest Top Model năm nay. Chào mừng sinh Kim Vĩ. Và các bạn hãy đây là Kim Vĩ, một cô bé rất là dễ thương nhỏ nhắn. Em xin vô tí em làm màn hình rồi ok em đi đó rồi. Lên Kim Vĩ chào đủ tàu dán, tàu dán. Vĩ hiện nay là một trong những thí sinh xuất sắc nhất của đợt hai năm nay. Sở thích là yêu màu hồng tự do. Rồi ok, MC dừng lại và các bạn biết đây, lịch sử của Kim Vĩ là Kim Vĩ đã tham gia cái mùa The Finest Top Model vào cái mùa thứ nhất và bạn ấy đã đạt thành tích rất cao. Ok, vào dòng gửi xe rồi. Rồi ok và bây giờ sẽ là phần tạo dáng của em đầu tiên. Em sẽ tạo dáng với sản phẩm của nhà tài trợ. Mày luôn mới đến cửa bày gửi xe. Bây giờ là em sẽ tạo dáng với sản phẩm không cho giữ xe luôn. Đâu anh Tâm La Đen thôi đi 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 thôi thôi mày quay cái con dựng phim vô nữa, chụp hình vô nữa. Và cái sản phẩm này là em cái sản phẩm này là hướng tới hình mẫu người phụ nữ mạnh mẽ đây để hot thị phạm cho trời ơi bên này rồi. Em bị nè, tập trung màn hình nè, tập trung màn hình nè, mang chuẩn bị nè, chuẩn bị tập đầu tiên nè, 1, 2, 3 cắt, trời ơi đẹp quá. Đó các bạn thấy đó, tài năng của em Vĩ đang được tỏa sáng hết mức. Rồi em đã kết thúc màn hình đầu tiên. Em đưa em chào nhận xét, xin mời hết phụ nhận xét. Tôi thấy em rất là có thấy em rất là có tài năng. Mặc dù thân hình em hơi quá khổ nhưng không sao, chương trình này chấp nhận được hết. Chị đây là bây giờ cảm ơn em, mời em ra ngoài. Thú vị và hấp dẫn phải không quý vị? Có thể chúng ta có thể bình chọn những thí sinh bằng cách gửi 001 mã số cho Thiên Ý, 002 mã số cho Kim Vĩ, 004 mã số cho Hà Xuyên, gửi về 113 đài truyền hình Vĩnh Long. Bây giờ là phần trình phần hội ý về từ ban giám khảo, chúng ta có thể chờ trong ít phút. Mà anh chữ anh có nghĩ là thí sinh có vẻ là một đối thủ khá là nặng ký, mà dù em khá là nhỏ không? Tôi thấy em rất là tài năng. Có điều chiều cao em hơi bị khiêm tốn một tí. Nhưng em rất là tự tin. Không. Mày mẹ nhà mày mẹ nói gì đây?